Hi, xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Bin Gà Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả bạn các khúc mới nhất của Kids Supply, đó chính là các khúc My Touch. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy không hiểu ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm giải đáp thắc mắc nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đặt chân bên phải xuống dưới. 1, 2, 3, 4, phần thân của mình sẽ đánh như thế này ha. 1, 2, 3, 4, bước chân 5, 6, touch một cái là mình sẽ để tay qua như thế này. Rồi sau đó mình sẽ bước chân lên, hẹn dặn qua hai tay, hất phần tay qua, hạ chân xuống, đưa tay ra, mở tay qua, và phần chân của mình sẽ điểm lên chân phải. Đóng, đóng là mình sẽ xoay phần chân và phần ngực của mình ha. Rồi sau đó mình touch một cái. Ok, đi đến lại nha. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, in. 2, in. 3, in. 2, 2, qua. Sau đó chúng ta sẽ bước chân bên trái qua một bước. And, ha, ha. Mình sẽ chuyển phần chân vô đây, đến đây. Rồi mình đặt tay lên. 1, 2, 3. Ok, bùm, bùm, bùm. Rồi mình bước chân bên trái ra, xoay phần đầu một cái, và mình lắc phần vai, đè phần tay xuống. And, bước chân, hạ chân. Ok, đi lại nha, chậm thôi. 5, 6, 7, 8, 1, hấp, 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 bước, xoay, bùm, 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 hấp, bước, em. Sau đó chúng ta bật phần tay ra như thế này, phần tay của mình sẽ bật qua như thế này, và hấp lên, chấm, chấm, chấm. Ok, phải 3 lần. Em, bật và hấp, chấm, chấm, chấm. Sau đó chúng ta sẽ quay trở về lên trái như thế này. Câu tiếp theo mình sẽ đặt tay qua touch một cái, phần chân, phần hông của mình sẽ đẩy lên như thế này, phần hông của mình sẽ đẩy lên, đẩy xuống như thế này ha. Câu đầu tiên mình sẽ đẩy lên bằng tay này và mình hạ xuống, để tay qua như thế này và mở ra. Sau đó là hai câu cuối cùng, mình sẽ để tay ở dưới này. Ok, thử nha. 2, đi, touch, bùm, touch, bùm, touch, bùm, quay về. Hẹn hấp chân lên. Sau đó chúng ta sẽ đặt 1, 2. Hấp lên. Phần tay của mình sẽ bật cổ tay qua và phần chân sẽ hấp lên như thế này. Và mình đáp xuống sẽ là qua bên trái. Mình sẽ shake phần người của mình. Bùm 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 bùm. Ok. Phần tay của mình sẽ hạ xuống dần dần như thế này ha. Hấp. Bùm 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 bùm. Đặt tay lên một cái và mình sẽ rút xuống. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ước thử cái tốc độ chậm nha. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xong ca khúc My Touch rồi, thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu có yêu cầu về bài hát mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm thực hiện video dài nhãn nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh YouTube cũng như là like và share cho video này giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả bạn vào những video sau. Bye bye.